gọi là 12 tâm bất. Số 5, tâm nhãn thức ả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm gồm lại gọi là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Số 6, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt tế hát. Tổ đó là con thấy hết rồi, không biết có gì nữa không? Dạ, con mời người kế, mời thính pháp. Dạ, cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Con kính đến lễ chư tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin đọc phần, chắc con đọc phần số 6 và số 7. Dạ, số 6, tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tri thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hiệu quả thiện vô nhân, gồm lại gọi là 8 tâm quả thiện vô nhân. Số 7, 7 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm thả thiện vô nhân, gồm lại gọi là 15 tâm quả vô nhân. Số 8, tâm kháng ngụ môn thọ xả, tâm kháng y môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ, gồm lại gọi là 3 tâm duy tác vô nhân. Số 9, 15 tâm quả vô nhân, 3 tâm duy tác vô nhân, gồm lại gọi là 18 tâm vô nhân. Số 10, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, gồm lại gọi là 30 tâm chụp giới vô tình thảo. Dạ con xin xin bích, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ quý sư và con kính chào đạo tràng. Dạ cô cảm ơn cô Kim Nhung post bài. Dạ cô post đúng hay cô, mỗi lần tại vì trong cái text limit nó có limitation đó cô, thành ra mỗi lần mình post khoảng chừng 100 chữ là nó được, còn nếu mà post mà nhiều hơn đó nó sẽ bị cắt như vậy đó. Thành ra bây giờ tụi con thấy được hết rồi. Dạ con xin trả bài ạ. Bài 2, phần gồm pháp Abhidhamma. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, gồm lại gọi là 8 tâm tham. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, gồm lại gọi là 2 tâm sân. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật, gồm lại gọi là 2 tâm si. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, gồm lại gọi là 12 tâm bất thiện. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, gồm lại gọi là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, gồm lại gọi là 8 tâm quả thiện vô nhân. 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân, gồm lại gọi là 15 tâm quả vô nhân. Tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ, tâm ứng cúng vi tiếu họ thị thọ hỷ, gồm lại gọi là 3 tâm duy tác vô nhân, 15 tâm quả vô nhân, 3 tâm duy tác vô nhân, gồm lại gọi là 18 tâm vô nhân, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, gồm lại gọi là 30 tâm dục giới vô tình hảo. Dạ, con xin xuống mic ạ. Mời người khác đọc cái phần số 11 phải. Dạ.
Dạ, mô Phật, con Quan Phan, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài tiếp số 11 ạ. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ, gom lại gọi là tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. 12. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm quả dục giới tịnh hảo. 13. Tâm di tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm di tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm di tác thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm di tác thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm di tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm di tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm di tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm di tác thọ xả ly trí hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm di tác dục giới tịnh hảo. 14. Tâm thiện dục giới tịnh hảo, tám tâm thiện dục giới tịnh hảo, tám tâm quả dục giới tịnh hảo, tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo, gồm lại gọi là 24 tâm dục giới tịnh hảo. 15. 30 tâm dục giới vô tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo, gồm lại gọi là 54 tâm dục giới. Dạ, mô Phật, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bố Thầy, nam mô Thầm Ma, nam mô Sang Gái. Dạ, con xin phép đọc tiếp. Con không thấy ai lên hết rồi, con xin phép đọc cái phần con chưa đọc. À, hồi nãy là đọc phần 11. Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. 12. Tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm quả dục giới tịnh hảo. 13. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tám tâm thiện dục giới tịnh hảo, tám tâm quả dục giới tịnh hảo, tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo, gồm lại gọi là 24 tâm dục giới tịnh hảo. 30 tâm dục giới vô tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo, gồm lại gọi là 54 tâm dục giới. Dạ. Kính cảm ơn cô Kim Nhung và Puspa. Dạ. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin đọc bài ạ.
Phần gồm pháp Abhidhamma: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, gồm lại gọi là tám tâm tham. Tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, gồm lại gọi là hai tâm sân. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật, gồm lại gọi là hai tâm si. Tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, gồm lại gọi là 12 tâm bất thiện. Tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, gồm lại gọi là 7 tâm quả bất thiện vô nhân. Dạ, con thấy sư Nguyên Thông mới đảnh lễ ta sư phụ Pháp Tính mà con chưa có thấy sư phụ Pháp Tính có ở trong lớp. Chắc là bị té rồi phải không bạch sư? Thôi Minh Như sẽ đọc. Con thấy sư phụ đã vào rồi. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahmacha loka thi pati saham pati katan chali anti warang aya chata santi tha santam barajang kajati kade se tu tham mang anu kam bimang bajang san tham ma phê rin quy nha dân cha ca dân sua tan cha bắn thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta dân tô cha tu san cha đằng đằng bắp bồ tha nay về parisa dạ mắn chê Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phần nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộng giả ngài dời trường sang, thuyến pham độ can hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, đường nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cầm, đam mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chôn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư phụ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm, kính lễ đến đại đức Pháp Trang. Kính chào sư Nguyên Thông, kính chào toàn thể quý Phật tử đang có mặt ở trong lớp học. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về xúc duyên cho thọ. Những ngày trước chúng ta đã học danh sắc, do có danh sắc mới có lục nhập,
À, có nghĩa là có danh sắc rồi mới có mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. À, rồi khi mà có lục nhập rồi người mới có xúc. À, có nghĩa là do chúng ta có mắt có tai có mũi ra bây giờ nó mới có xúc, mà có cái sự xúc chạm với cảnh. Bây giờ thì chúng ta học là do có xúc mà thì mới có thọ, có cái sự xúc chạm thì thọ nó mới sanh lên. Vậy thì trước khi đi vào đề tài, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassana thangvaramuttamahang buddhang cha dhammang cha panamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này mà đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, đối với xúc mà duyên cho thọ, phát sát bát cha gia quê đá na, xúc mà duyên cho thọ đó là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là từ sáu cái sự va chạm, từ sáu cái sự va chạm là có nghĩa là đối với mắt của chúng ta, khi mà gặp cảnh sắc, tai chúng ta nghe tiếng, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi của chúng ta nếm vị, thân của chúng ta xúc chạm, ý của chúng ta suy nghĩ. Đó thì từ sáu cái sự va chạm này đó, thì lúc đó đó nó mới có cái cảm thọ, có cái thọ nó sanh lên. Cái thọ nó sanh lên đó thì nó tùy theo cái việc, tùy theo cái sự va chạm, cái cảnh xúc, cái xúc nó mạnh hay là nó nhẹ, hoặc là cái sự mà xúc nó nhạy như thế nào, thì cái cảm thọ nó sẽ xuất hiện một cách tương ứng với cái sự xúc chạm. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với có khi chúng ta nhìn một cái hình ảnh gì đó, chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh gì đó thì nó vẫn có một cái cảm thọ nó sanh lên. Nhưng mà do thí dụ như là chúng ta nhìn phớt qua, chúng ta nhìn phớt qua, thí dụ như giờ mình nhìn lên màn hình, mình nhìn phớt qua thì mình tưởng là không có cảm thọ gì nó sanh lên, nhưng mà thật sự ra nó đều có cảm thọ nó sanh lên. Khi mà chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta thấy ai gỡ một cái dòng text chat, một cái câu chào gì đó lên, thì nếu mà chúng ta có cái sự mà đọc kỹ, thí dụ như mình nhìn mình đọc kỹ thì lúc đó thí dụ như là người ta chào, thì cái cảm thọ, ví dụ như là lúc đó nó sanh lên cái cảm thọ. Thí dụ như lúc mà mình thấy như vậy đó, thì nhãn thức thọ xả quả thiện, hay là nhãn thức thọ xả quả bất thiện, rồi từ đó đó cái thọ này lúc đó nó mới sanh khởi. Thí dụ như là tâm tham hoặc là tâm sân, thì lúc đó cái cảm thọ nó sanh khởi một cách liên tục, một cách liên tục như vậy. Hoặc là tai của chúng ta nghe tiếng cũng vậy, chúng ta thấy rằng là lúc đó những cái cảm thọ nó sanh lên một cách liên tục vậy đó. Nhưng mà đối với những người mà thí dụ như chúng ta có tu tập về thiền quán, có tu tập về thiền quán, thì lúc đó chúng ta mới có cái chánh niệm, chúng ta mới có cái chánh niệm rằng là mình không có bị tham đắm, hoặc là không có bị sân hận ở trong những cái cảnh này. Nhưng mà cái trước tiên đó, cái trước tiên đó là quý vị là chúng ta phải biết rằng là do có xúc nên thọ nó mới sanh. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà chúng ta học về cái giáo pháp của Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật đó, chỉ có ở trong cái giáo pháp này
là mới dạy cho chúng ta biết được cái sự ngăn chặn từ đâu. Cái sự ngăn chặn từ đâu không có phải là mình ngăn chặn cái cảm thọ, quý vị. Tại vì hễ mà có xúc là thọ nó sanh lên. Nhưng mà lúc đó đó chúng ta có làm duyên cho ái hay không, hoặc là chúng ta có dẫn đến cái sự mà ưa thích hay không. Nó thì đối với một người á, mà người ta có cái phương pháp người ta tu thiền á, thì người ta sẽ ngăn chặn lại được. Nhưng mà ngăn chặn bằng cái cách nào? Bằng cái cách là chúng ta không bị tham đắm ở trong đó. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng có những người người ta đối với ở những cái tôn giáo khác đó, người ta coi như là người ta tu những cái pháp môn mà thí dụ như là bịt mắt bịt mũi lại, ta có tai như điếc, có miệng như câm, có mắt như mù. Thật sự ra đó, cái phương pháp đó nó không có đúng. Cái phương pháp đó nó không đúng. Đức Phật á, có dạy chúng ta cái chỗ này. Thí dụ như chúng ta có phước, chúng ta không dùng hết phước, hết phước của mình. Có nghĩa là thí dụ như mình đời sống của chúng ta, do chúng ta đời trước chúng ta đã từng tạo cái phước gì đó, tạo cái thiện nghiệp gì đó. Bây giờ chúng ta có sanh ra, chúng ta có phước, chúng ta có đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất, nhưng mà chúng ta không có phung phí, chúng ta không có xài hết phước của chúng ta. Hoặc là chúng ta có trí tuệ, chúng ta không dùng hết trí tuệ của mình. Chúng ta có quyền lực, chúng ta không dùng hết quyền lực của mình. Đó, chúng ta chỉ dùng vừa đủ thôi. Thì Đức Phật có dạy những cái điều đó. Còn đối với quý vị thấy rằng con mắt mình, hoặc là lỗ tai của mình, hoặc là cái miệng của mình, Đức Phật không có dạy mà mình phải bịt mắt lại, hoặc là bịt tai lại, hoặc là bịt miệng lại. Mình chỉ có ghi nhận, mình biết được là những cái cảm thọ này, nó sanh khởi là do xúc, mà xúc này á, là do đâu? Do mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thành ra nó có những cái căn cảnh nó gặp nhau, thành ra nó mới có cái sự xúc chạm đó. Rồi do có cái danh pháp này, có cái sắc pháp này, thành ra nó mới hình thành mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta thấy rằng đi đến cái bài học này đi đến đây là chúng ta đã thấy thật sự ra nó rất là rõ luôn quý vị. Có nghĩa là do có cái sự xúc chạm thọ nó mới sanh lên, mà cái sự xúc chạm này nó ở đâu? Do nó có mắt, tai, mũi, lưỡi. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi này là do nó ở đâu nó có, quý vị? Là do có danh pháp, sắc pháp. Thành ra nó giống như chúng tôi nói một cái từ cho dễ hiểu, có danh pháp, sắc pháp, có cái thân này nó mới mọc lên. Rồi tại sao mà có cái danh pháp, sắc pháp này? Do có cái thức, quý vị. Cái thức đi tái sanh đó, cái thức đi tái sanh. Rồi tại sao có cái thức đó? Do hành, do những cái hành động của mình, thiện bất thiện ở trong quá khứ, thành ra mới có cái sự tái sanh. Mà những cái hành động thiện bất thiện đó thì nó do đâu? Do vô minh, vô minh duyên do hành đó. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta học ở trong cái bài thập nhị nhân duyên này thì chúng ta biết được, chúng ta dần dần là chúng ta đã biết được cái mắc xích nào mà chúng ta cần phải tháo gỡ, cái mắc xích nào mà chúng ta cần phải tháo gỡ rồi đó. Thành ra ở đây đó, khi mà nói xúc làm duyên cho thọ, thì nếu mà nói một cách nôm na đó, là chúng ta biết rằng là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, rồi thân thọ, rồi ý thọ. Đó có nghĩa là bây giờ nói về con mắt, nhãn thọ là cái cảm giác, cái sự cảm nhận của con mắt đó. Rồi cái cảm nhận, cái cảm giác đó nha quý vị, cái cảm giác của con mắt. Rồi cái cảm giác của lỗ tai, cảm giác của lỗ mũi, cảm giác của cái lưỡi, cảm giác của cái thân, cảm giác của cái ý. Nói chung lại là sáu căn với sáu cảnh, thì
nó có cái sự xúc chạm với nhau, sáu căn sáu cảnh nó có cái sự xúc chạm với nhau rồi nó mới có những cái thọ nó sanh lên từ sáu cái căn đó. Thì nó tùy theo cái sự mà xúc chạm mạnh hay là nhẹ, cũng như là quý vị thấy rằng có những người người ta phải người ta nghe nhạc, mà bây giờ quý vị thấy người ta phải gắn giống như là cái headphone, cái tai phone vô nó để cho người ta mới tăng lên cái cảm giác đó. Thành ra đó chúng ta thấy rằng người ta làm vậy để chỉ vì cái sự xúc chạm giữa căn và cảnh nó mạnh, nó mới hiện rõ những cái cảm giác. Chứ thật sự ra đó là lúc đó không phải là để ta nghe rõ, không phải là để ta nghe rõ quý vị, mà để không cái máy trợ thính thì là những người mà người ta bị điếc thì cần phải có cái máy trợ thính để mà người ta nghe. Còn ở đây mình nói về có những người người ta cần phải làm một cái phòng cách âm, rồi người ta phải dùng những cái âm thanh lớn đến chỉ vị để lúc đó người ta nghe, người ta nghe rồi những cái cảm thọ nó sanh lên mạnh. Thành ra ở đây chúng tôi mới nói rằng là tùy theo cái sự xúc chạm nó mạnh hay là nó nhẹ thì cái cảm thọ nó sẽ sanh lên. Rồi vậy thì quý vị chúng ta biết chung lại là đối với sáu căn sáu cảnh thì nó sẽ sanh lên cái cảm thọ. Rồi ở đây đó thì chúng tôi giải thích cái chữ thọ đó Vedana đó cái chữ thọ Vedana đó quý vị thấy rằng là hãy mà ở trong đời của chúng ta mà hãy mà lúc nào chúng ta có cái sự cảm nhận được đau khổ hoặc là hạnh phúc, đau khổ hoặc là hạnh phúc thì lúc đó là gọi là thọ. Mà cái sự đau khổ hạnh phúc này đó là do đâu quý vị? Do đâu? Do cái cetana, có nghĩa là cái sự cố ý mà ở trong những cái tâm bất thiện, tâm thiện mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Thành ra bây giờ đó, ở trong đời này mình nhận lãnh một cái sự hạnh phúc hoặc là một cái sự đau khổ. Đó, thành ra mình thấy rằng là có khi thọ được nói đến thân thọ, tâm thọ. Đó. Rồi, vậy thì cái chữ thọ này đó chúng ta cứ nắm ngay chỗ như này. Khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta nhận được cái sự đau khổ, cái sự hoặc là hạnh phúc thì chúng ta biết đó là cảm thọ. Còn có lúc đó, là tại sao mà nói thí dụ như là thọ lạc rồi đến thọ khổ rồi thọ hỷ, thọ u, thọ xả thì đó là nói về những cái cảm thọ nó riêng biệt. Thì hôm nay đó chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe cái thọ lạc là như thế nào, cái thọ lạc là như thế nào. Thí dụ như là khi mà đối với sáu căn sáu cảnh mà nó có cái sự xúc chạm thì nếu mà cái cảnh xúc đó là cái cảnh tốt, cái cảnh tốt, cái cảnh thích hợp thì lúc đó đó nó sẽ sanh ra thọ lạc quý vị. Có nghĩa là thọ lạc có nghĩa là lúc đó cái biểu hiện nó rõ, cái biểu hiện nó rõ nhất, nó xuất hiện ở thân. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là trời lạnh, trời lạnh mà mình có được là niệm ấm, niệm rồi không khí cái phòng của mình nó thích hợp, nói chung là trời lạnh mà mình có chăn im niệm ấm là lúc đó là cảm thọ lạc nó sanh lên là lúc đó là cảm thọ lạc nó sanh lên đó. Thì chúng ta thấy rằng sáu căn sáu cảnh nó gặp nhau, nếu mà cái cảnh cảnh xúc nó tốt thì thích hợp, tốt thích hợp thì lúc đó thọ lạc nó sẽ xuất hiện. Mà quý vị nhớ là thọ lạc nó xuất hiện ở đâu, ở đâu quý vị? Thọ lạc nó xuất hiện ở đâu? Ở
thân, đúng rồi, thân thức thọ lạc, đúng rồi. Và đó, đó, để mà cảnh xúc mà nó tốt đẹp, mà lúc mà mình bây giờ mà mình ngồi mình nghe pháp mà coi như là ai mà lót lót thảm cho mình, có phòng máy lạnh đồ này kia, hoặc là quý vị thấy rằng những nhà mà người ta có tiền thì sao, người ta cũng ngồi trên ghế salon, rồi ở trong phòng mà người ta có máy lạnh hoặc là người ta có máy điều hòa, nó thích hợp là coi như là lúc đó là cảm thọ lạc nó sanh lên. Thật sự ra đó quý vị biết không, có những người á, người ta cho rằng á, là mình tu thiền á, là nó phải khổ, nó phải khổ mình mới tu, mình mới quán về sự khổ được. Nó tùy theo con người quý vị, nó tùy theo con người. Không biết cái giờ sinh hoạt của lớp học của chúng ta, cái giờ sinh hoạt lớp học của chúng ta đó, nó tới mấy giờ không quý vị? Quý vị cũng thông cảm, do chúng tôi đang xây dựng ở bên ngoài, ra chúng tôi vào trễ tí xíu, vào trễ cũng hết 10 phút rồi hả, 9:30 Việt Nam. Mà khi mà nói đến những cái cảm thọ hoặc là nói đến cái đời sống tu tập á, thì chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi như là lúc này là nó nhiều cái ý quý vị, nó nhiều cái ý, cũng như tại vì trong cái thời gian qua đó, chúng tôi ngồi chúng tôi coi lại ngày xưa mà mình học cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, quý vị thấy rằng có những người á, người ta đó, tại sao mà người ta tu tập tứ niệm xứ, tại sao mà người ta tu tập về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp quý vị. Đó, thân thọ tâm pháp là tại sao người ta tu tập như vậy, là tại vì á, là có những người á, quý vị nghe kỹ chúng tôi nói, có những người đó học chậm mà tánh tham, học chậm mà tánh tham, thành ra người này tu tập đề mục niệm thân. Có nghĩa là quý vị, chúng ta không có mắc cỡ, chúng ta không có mắc cỡ, chúng ta biết cái tánh của chúng ta là cái tánh tham này. Cái tánh của mình tánh tham này. Mình học chậm mà tánh mình tánh tham nữa, thì mình tu tập đề mục niệm nó rõ đó. Rồi nếu mà mình học nhanh mà tánh tham thì mình tu tập đề mục niệm thọ đó. Rồi nếu mà mình mà học chậm mà tánh tà kiến ở đây có nghĩa là mình chấp cái đời sống này nó là thường còn, nó là hoặc là sau khi chết là hết đồ này kia đó, thì những người mà như vậy là vướng vào tà kiến đó. Thành ra ai mà học chậm mà thuộc về tánh tà kiến thì chúng ta tu tập đề mục niệm tâm. Tại vì niệm tâm á, nó không có rắc rối, nên thành ra nó thích hợp cho cái người mà người ta học chậm. Thí dụ như lúc đó tâm tham, tâm sanh khởi lên, có tâm có tham không? Biết có tham, tâm không có tham. Đó, thành ra đó, học chậm mà thuộc tánh tà kiến, người ta tu tập đề mục niệm tâm. Còn mà người ta học nhanh mà tánh tà kiến thì người ta tu tập đề mục niệm pháp. Đó, thành ra đó, ở đây á, quý vị thấy rằng có những người, người ta tu thiền, mình không có bắt buộc người ta phải là khổ. Người ta, nếu mà người ta có cái hoàn cảnh tốt thì người ta tu tập. Thí dụ như quý vị thấy rằng người ta ở trong một cái phòng mà nó rộng, nó sạch sẽ, nó có thảm, nó có máy điều hòa, thì người ta vẫn ngồi người ta tu tập được quý vị. Còn nếu mà người ta ở một cái nơi mà nó khổ, nó ví dụ như là nó thiếu cái điều kiện, nhưng mà người đó vẫn kham nhẫn người ta tu tập được thì người ta vẫn tu tập, chứ chúng ta không có bắt buộc tu là phải khổ đồ này kia đó. Vậy thì ở đây chúng tôi nói rằng là nếu mà cái cảnh mà nó thích hợp, mà nó thích hợp cho mình thì lúc đó cái xúc nó sẽ sanh khởi mạnh hơn. Thành ra lúc đó chúng ta mới tìm thấy được cái thọ lạc, cái cảm giác mà nó được an lạc ở trong cái thân của mình đó. Như vậy á, là gọi là thọ lạc.
còn thọ khổ á, là như thế nào. Đó thì mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đó, hằng ngày mà khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì nếu mà cái cảnh đó, cái cảnh đó nó không, cái sự xúc chạm đó nó không có hài lòng, nó không có hài lòng, cái cảnh, cái sự xúc chạm của mắt tai mũi lưỡi, nói chung là sáu căn sáu cảnh mà chúng ta không có hài lòng, thì lúc đó nó sẽ làm cho thọ khổ sanh lên. Thọ khổ sanh lên quý vị. Thật sự ra quý vị biết, hồi lúc trước đó, khi mà chúng tôi ở cái trường thiền của Ngài Cha Tí Lá ở bên Miến Điện đó, chúng tôi ở cái trường thiền đó, quý vị biết rằng là coi như là nó nóng, nó nóng mà không thể tả luôn, nó nóng mà không thể tả luôn. Mà quý vị biết lúc đó, không có về Việt Nam được. Là tại sao? Tại vì cái khóa thiền á, cái khóa thiền mà mình đã đăng ký rồi, rồi mình chưa, cái vé của mình chưa tới cái ngày mới bay về. Mà ở bên đó quý vị biết thời tiết nó nóng lắm quý vị. Thì lúc đó nó cũng nhờ những cái vị hành giả Việt Nam mình, người ta mở những cái băng mà ngài thuyết giảng thiền mà đã dịch ra tiếng Việt, có người ta dịch ra tiếng Việt. Thì lúc đó chúng tôi nghe ở trong cái đoạn đó, ngài mới nói rằng là nếu mà mình quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, dạ cảm ơn quý vị. Lúc đó chúng tôi mở cái băng nghe ngài nói rằng là nếu mà mình hành thiền mà mình cảm thấy cái chỗ này nó nóng quá, mình khó chịu, rồi mình đi tìm cái chỗ khác. Mà chỗ khác nó cũng nóng nữa, rồi mình đi tìm chỗ khác. Thành ra lúc đó cái tâm của mình nó bị lay quay, cái tâm của mình nó bị phóng tâm, nó theo cái trần cảnh đó. Nhưng mà nếu mà mình ngồi lại một chỗ, mình ngồi lại một chỗ để mà mình cố gắng mình tu tập, thì lúc đó sẽ vượt qua. Thì mình cứ làm thử như vậy mình sẽ biết. Mình sẽ coi như là mình quyết tâm, mình ngồi mình hành, mình hành thiền, thì lúc đó là sẽ biết được là mình có vượt qua được hay không. Thì thật sự ra quý vị, thật sự ra lúc đó chúng tôi nghe cái đoạn đó ngày giảng như vậy, thành ra chúng tôi tu tập, thì một chút nữa mình hết thấy nóng, mình cũng như là mình không có bị chi phối bởi cái thời tiết nữa, mà lúc đó là mình theo dõi, mình quan sát được cái đề mục tu tập của mình, thành ra nó vượt qua đó. Còn những người khác, khi mà chúng tôi nhìn qua, chúng tôi thấy những người khác người ta bị nóng quá, người ta phải tìm cái, người ta đi đến cái những cái cốc mà ở bên đó có những cái cốc sàn đó quý vị, rồi người ta lấy cái mền, người ta nhúng nước rồi người ta mới dâng ngang lên ở trên cái phía ở trên cái cốc sàn, rồi người ta mới chui xuống dưới người ta ngồi đó. Thì thật sự ra đó, mình cũng phải tìm chỗ, nhưng mà đến chừng mình tìm chỗ không được nữa rồi thôi, thôi chúng ta phải cố gắng, chúng ta ngồi lại một chỗ tu tập. Vậy thì sáu căn sáu cảnh của chúng ta, khi mà nó gặp, nó có cái sự tiếp xúc với nhau, thì cái cảm thọ nó sanh lên. Nếu mà cái lúc mà mình xúc chạm mà cái cảnh tốt, cảnh thích, cái sự hưởng cảnh mà nó xúc chạm mà nó tốt, thì nó sanh lên thọ lạc. Mà nó, cái sự xúc chạm mà cảnh nó không có tốt, nó không có vừa ý, nó không có tốt, thì lúc đó thọ khổ nó sanh lên, thọ khổ nó sanh lên. Cũng như chúng tôi ở ngay tại cái phòng của chúng tôi cũng vậy. Cái buổi sáng là nó rất là mát mẻ, cái buổi sáng nó rất là mát, nhưng mà dần dần từ 8:40, 9 giờ trở lên là coi như là mặt trời nó dội nắng vô, rất là khổ, rất là khó chịu, khi mà bước ra ngoài rất là khó chịu đó. Vậy thì sáu căn sáu cảnh, khi mà nó tiếp xúc với nhau, hãy mà cảnh tốt thì nó sanh lên thọ lạc, cảnh xấu thì sanh lên thọ khổ. Rồi kế tiếp đó là nếu mà sáu căn sáu cảnh mà nó tiếp xúc với nhau mà nó gặp
cái sự xúc chạm đó nó vừa lòng hoặc là nó gặp được cái cảnh tốt thì coi như là nó sẽ sanh lên thọ hỷ, sanh lên thọ hỷ. Bây giờ lâu lâu mà mình gặp ở ngay, quý vị thấy rằng ngay ở trong banh thóp này cũng vậy, lâu lâu quý vị gặp lại cái người nào mà quý vị quan hỷ, quý vị thích, quý vị thích, coi như là mình vừa gặp người ta online thôi, mình vừa gặp người ta online vào phòng thôi, quý vị thấy rằng ở đây á, cái nick tên á, là nó ảo thôi, nó ảo thôi mà chúng ta thấy rằng á, tâm mình nó vẫn thọ hỷ rồi. Ví dụ như quý vị thấy cảm thấy mình học chung, có những cái học viên, có những cái người mà người ta hiền hoặc là người ta tốt hoặc là người ta có cái sự siêng năng gì ở trong lớp học đó, quý vị thấy cái tên của người ta vừa online vô ở trong phòng thôi, thật ra đó mình đâu có gặp cái mặt người ta đâu, mình đâu có biết người ta là ai đâu, nhưng mà mình vừa vừa thấy một cái là coi như là tâm mình nó cũng hoan hỷ. Thành ra đó quý vị thấy rằng lúc đó là cũng sáu căn sáu cảnh nó có sự xúc chạm với nhau, thành ra thọ hỷ nó sanh lên. Thọ hỷ á, quý vị thấy rằng không, ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị, có nghĩa là như thế nào, cái cảm giác mà mình vui thích, cái cảm giác mà mình vui thích, cái cảm giác mà mình vui thích khi mà mình hưởng cảnh, mình hưởng cảnh đáng mong muốn đó, thì quý vị thấy rằng khi mà mình nghe tiếng nói của ai là mình cảm thấy người đó mà mình cái cảm nhận đó mình thấy mình thích, là coi như là cái cảm thọ hỷ nó sẽ sanh lên. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ nha, cái cảm giác đó, khi mà thọ hỷ nó sanh lên đó, có nhiều khi đó, là cái cảnh cái cảnh có những cái cảnh là nó thật sự ra đó, có những cái cảnh là nó tốt theo cái thực tánh. Thí dụ như quý vị thấy rằng cái này là ai hả Phật tử Như? Em Duyên là ai? Mẹ của em Duyên. Đang hấp hối hả? Người đó người ta có nghe pháp ở trong người ta có đang nghe pháp ở trong lớp học không? Người ta ở nhà người ta có mở banh thót không? Nếu có mở banh thót thì sư tụng kinh ở trong banh thót á. Sư tụng kinh trong banh thót để cho ta nghe được, giống như bà tu nữ Thammasari, bà tu nữ Thammasari trước khi bà mất thì sư cũng tụng kinh ở trong banh thót để truyền qua bên Canada, rồi liên lạc đi, chút có gì là tính lại. Quý vị thấy rằng cái cảm thọ hỷ á, nó sanh lên á, có những cái lúc á, là nó đúng theo cái thực tướng nha quý vị, cái cảnh của thực tướng, có nghĩa là quý vị thấy rằng có những cái âm thanh của cái người đó tự nhiên mình cảm thấy, chúng tôi đưa ra một cái trường hợp thí dụ nó đơn cử thôi, có những cái âm thanh á, của cái những người đó đó mình nghe mình cảm thấy nó thích quý vị, cũng như chính bản thân của chúng tôi. Chính bản thân của chúng tôi đó, chúng tôi thấy rằng có những người người ta thuyết giảng, người ta nói coi như là chấm dứt câu, cái người ta ngồi, người ta cũng như là người ta ngưng lại tí xíu, cái người ta nói tiếp, đó mà cái âm thanh của người ta nhả chữ ra từ từ phát âm rất là rõ quý vị. Đó thì có lần chúng tôi cũng bắt chước như vậy, có lần chúng tôi cũng bắt chước cái điều đó. Nhưng mà nó bị quên chi pháp, mình lo mình ngồi á, mình phát âm quý vị rõ ràng, hoặc là
mình lo mình ngồi mình nói mà nó có chấm vết rồi, nó có nhả từng chữ, lúc nào cần phải nhanh, lúc nào cần phải từng chữ từng chữ. À, sư đang giảng, sư đang giảng nhé. Alo, sư đang giảng bài mà. Đó, thành ra lúc đó quên chi pháp hết rồi quý vị. Đó, đó thành ra quý vị thấy rằng không? Dạ, quên, có mấy cái điều đó mình dễ quên chi pháp lắm quý vị. Thành ra chúng tôi muốn nói ở đây đó, là có những cái cảnh đó đó, những cái âm thanh đó đó, thực sự ra có những cái âm thanh mình nghe mình rất là quan hỷ. Đó là cái chung. À, nhưng mà quý vị thấy rằng có những cái trường hợp nó đặc biệt, nó đặc biệt, ví dụ như là mình thấy rằng là có những cái cảnh riêng mình thích, có những cái cảnh riêng mình thích quý vị, cũng như có những người ta thấy mình nói ào ào, nói ào ào như vậy mà người ta cảm thấy là người ta nhận được nó hơn. Còn bây giờ mà mình mà cứ ngồi mà mình nhả từ chữ đó, mình nhả từ chữ đó, thì coi như là mình sẽ bị người ta, cái người mà nghe đó, người ta không có thích. Cái người mà nghe người ta không thích. Bây giờ cái Phật tử Duyên có thể ở bên đó có cái âm thanh có nghe được hay không? Sư dạ, ở bên cái âm thanh của Phật tử Duyên á ha. Để chờ một chút nữa, sư sẽ kết thúc cái thời pháp rồi có thể là sư sẽ tụng kinh cho bà nghe ha. Cho bà nghe một thời kinh ha. Quý vị bàn với nhau đi ha. Sư cố gắng giảng cho xong cái chỗ này rồi. Sư giảng cho xong cái chỗ này rồi chúng ta sẽ làm tới cái việc đó. Rồi, sáu căn sáu cảnh khi mà nó gặp nhau là có khi do cái sự xúc chạm này mà nó sanh lên thọ lạc, có khi nó sanh lên thọ khổ, có khi nó sanh lên thọ hỷ. Rồi có lúc không có vừa lòng, không có vừa ý, sanh lên thọ ưu nữa. Thọ ưu có nghĩa là như thế nào quý vị? Mình nhận cái cảnh nó không ưa thích, mình nhận cái cảnh nó không có ưa thích nha. Cái cảnh nó không có ưa thích nha, có nghĩa là mình nghe bây giờ đó, quý vị thấy rằng nhất là chúng tôi giảng nè, mà ai mà ngồi đó mà dùng cái máy khoan máy cắt nó làm xẹt nó làm, trời ơi, chúng tôi thật sự ra chúng tôi sợ, rất là sợ cái cảnh đó nha. Rất là sợ cái cảnh đó, tâm mình á lúc đó coi như là mình rất là khó chịu. Cái cảm thọ ưu nó sanh lên mình rất là khó chịu quý vị. Đó, thành ra đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với mắt của mình, mình nhìn thấy những cái hình ảnh mà nó không có thích hợp, tai mình nghe những cái âm thanh nó cũng không có thích hợp, nó không có hài lòng, nó không có hài lòng thì cảm thọ ưu nó sanh lên. Nhưng mà cái chỗ này chúng ta học được thì chúng ta học để chỉ vì để chúng ta biết chúng ta ghi nhận cái cảm thọ, chúng ta ghi nhận cái cảm thọ, chúng ta không có chạy theo cái cảm thọ nữa. Đó, vậy là thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ u, thì quý vị đã biết rồi, đã biết được cái trạng thái nó như vậy rồi. Vậy thì bây giờ còn cái thọ nữa. Còn cái thọ nữa là khi mà chúng ta không có chúng ta không có một cái cảm giác của thọ lạc hoặc là thọ khổ, có nghĩa là thọ xả nó sẽ sanh khởi.
Mà cái trạng thái này á, nó rất là khó mà mình nhận biết nha quý vị. Cái trạng thái này nó rất là khó nhận biết quý vị. Cái trạng thái của thọ xả đó, cái cảm nhận nó rất là thản nhiên. Nó rất là thản nhiên khi mà nó tiếp xúc với cảnh. Cái thản nhiên này không phải là giống như những cái người mà người ta ngồi, ngoài công viên, người ta ngồi ở ngoài công viên đâu đâu nha quý vị. Cái thản nhiên này nó không phải là như vậy. Cái thản nhiên này có nghĩa là cái cảnh nó sanh lên, mà lúc đó đó người ta không có không có bị dính mắc, hoặc là người ta không có khó chịu, thành ra đó cái cảm giác này á gọi là thọ xả phi khổ phi lạc, phi khổ phi lạc đó, hoặc là nó là cái sự mà quân bình đó. Vậy thì quý vị thấy rằng á, cái thọ xả ở đây đó là ubekha venana, là một cái trạng thái, mà mình rất là thản nhiên, coi như là mình không có bị vướng vào bên nào hết. Mình không có bị vướng vào bên nào hết đó. Thì cho dù á lúc đó cái cảnh nó cực tốt, mình không có bị dính, mình không có bị dính mắt, mà cái cảnh mà nó cực xấu đi nữa mà mình vẫn bình thường đó, thì đó mới gọi là cái trạng thái của thọ xả đó. Còn những cái tâm mà thí dụ như tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức rồi đó, nó vẫn có cái trạng thái là thọ xả, nó khi mà nó tiếp nhận là thọ xả, nhưng mà nó không phải là cái thản nhiên quý vị, nhưng mà do cái sự va chạm nó có nhiêu đó thôi, nó có nhiêu đó thôi, thành ra nó chỉ đủ để mà sanh lên cái thọ xả, nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả. Chứ không phải là lúc nào mà quý vị nghe không, như quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị nghe thọ xả nó sanh lên, thì khi mà mới vừa xúc chạm, mới vừa rung động vô á thì cái thọ xả nó sanh lên. Nhưng mà tiếp lúc đó, tiếp lúc đó thì lúc đó chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình nó tham hay là nó sân, hoặc là cái cảm thọ nó sẽ sanh lên, là nó khác nữa quý vị. Là cái lúc mà nói về mà tâm nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, quả thiện quả bất thiện gì đó, thì lúc đó nó chỉ là mới vừa đụng vô á, là chúng ta vừa nghe được cái âm thanh, là lúc đó là nhĩ thức thọ xả nó sanh lên. Nhưng mà tiếp tục ở đây là đang nói về cái thọ này, cái cảm thọ nó sanh lên tiếp tục, nó sanh lên tiếp tục, là lúc đó là nó thọ gì. Chứ mới đầu thì nó đụng chạm vô thì lúc đó nó chỉ có thọ xả nó sanh lên thôi đó. Tại sao vậy quý vị? Tại vì quý vị thấy rằng tại sao mà đối với bốn cái cặp đầu, cái cặp nhẹ, cặp nhĩ, cặp tỷ, cặp thiệt, bốn cái cặp đầu này đó là coi như là nó đều là thọ xả. Tại vì bốn cái cặp đầu này là cái sắc mà là nó là do có cái sắc y sinh, là một cái loại sắc mà nó giống như là cái sắc mềm vậy đó, cái sắc mềm vậy đó, nên nó có cái tính chất nó nhẹ nhàng. Rồi khi mà nó gặp cảnh thì coi như là lúc đó cái cảnh là nó xúc chạm vô nó cũng nhẹ nhàng, giống như là cái miếng bông gòn mà nó rơi ở cái miếng bông gòn mà nó rơi ở trên cái mặt bàn của mình vậy đó. Còn cái thân của mình thân thức thọ lạc hoặc thọ khổ thì là do cái sắc tứ đại, cái sắc bốn đại đó nó bao bọc ở bên ngoài. Rồi cái cảnh xúc thì nó cũng có bốn đại nó được bao bọc ở bên ngoài đó. Thành ra mà nó đụng nó va chạm vào thân của mình, thành ra cái sự rung động nó mạnh, lúc đó là nó sanh lên là một là thọ khổ, hai là cái thọ lạc đó. Thành ra chúng ta, nhưng mà ở đây trở lại với một cái gọi là trạng thái thọ xả đó, có nghĩa là đối với tâm của chúng ta khi mà có thọ xả đó là chúng ta có một cái sự thản nhiên.
Dù cho cái cảnh đó nó là cực tốt, mình cũng không có bị dính mắc. Mà cái cảnh đó nó cực xấu, mà mình cũng không có cái sự dính mắc. Thì như vậy gọi là mình có cái sự thọ xả. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều này là tại sao ở trong đời sống của mình, ở trong đời sống của mình, nếu mà thật sự ra đó, nếu mà kể đúng ra, toàn bộ đời sống của chúng ta, trong cái cuộc sống này của chúng ta, chỉ có những cái cảm thọ nó sanh lên thôi. Nó có những cái cảm thọ nó sanh lên thôi. Thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ u, rồi thọ xả. Đó, giờ quý vị kiểm lại đi. Quý vị kiểm lại ở trong đời của mình. Tại vì là mình nói, tôi đã nha, tôi thích vậy nha. Đó, nhưng mà thật sự ra đó, là quý vị thấy rằng toàn cái hệ thống trong tâm pháp, trong cái danh pháp sắc pháp này, là cái cảm thọ nó sanh lên thôi. Chứ không phải là không có một cái gì nó khác hết. Mà cái thọ này đó là có khi là do cái quả, cái nhân ở trong đời trước mình tạo, bây giờ nó cho quả. Có khi ngay trong hiện tại này, ngay trong hiện tại này, do mình có những cái hành động mà có cái sự cố ý, thành ra nó sanh lên cái cảm thọ. Đối với ngoại đạo á, quý vị biết ngoại đạo á, ngoại đạo á, quý vị thấy rằng á, là lợi nói với Đức Phật á, mà chúng tôi nhớ cái ý nghĩa, chúng tôi nhớ là chúng tôi thấy rất là vui. Ngoại đạo á, lợi nói với Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, những cái cảm thọ theo con nghĩ rằng, những theo tôi nghĩ rằng nha, những cái cảm thọ này là do, tất cả đều do nghiệp quá khứ. Đức Phật không có hỏi gì hết. Đức Phật hỏi rằng ông có biết về quá khứ không? Ông có biết về quá khứ không? Ông có biết là đời trước ông sanh ở giai cấp nào, ông làm nghề gì? Đó, thì quý vị thấy ghê không? Quý vị thấy nếu mà như mình á, mình không biết hỏi hay sao, mình không biết cãi hay sao, mình không biết hỏi hay sao. Ví dụ như giờ mà ai lỡ mà họ nói với mình á, tôi nghĩ là những cái cảm thọ mà cái bài mà hồi bữa mình học á, những cái cảm thọ đó là do nghiệp quá khứ nó sanh lên. Đó, nghiệp quá khứ nó sanh lên đó, phải không? Phải không bạn? Đó, gặp mình là mình không biết trả lời sao. Đức Phật nói, ông biết về quá khứ không? Ông biết là quá khứ ông sanh nào, ông làm nghề gì, ông ở đâu, ông có biết về quá khứ không? Mà ông bệnh Đức Thế Tôn rồi ngồi thụt đầu ở đó luôn. Đó, thành ra lúc đó Đức Phật mới giải thích, có những cái cảm thọ là do cái nghiệp quá khứ nó chi phối. Thí dụ như ở trong quá khứ mình từng sỉ vả, hoặc là mình từng ly gián người này người kia, thành ra bây giờ mình sanh lên mình luôn luôn gặp cái cảm, mình có cái cảm nhận là nó thua buồn, nó làm như đời sống mình nó buồn buồn, nó cái gì nó cũng thua thiệt người ta, cái gì nó cũng bị người ta chỉ trích. Đó, thì những cái đó gọi là thọ mà do cái nghiệp quá khứ. Còn có những cái thọ mà nó sanh lên do cái hành động hiện tại. Bây giờ nắng vậy mà mình cứ ra ngoài đó, nắng mà mình cứ ra ngoài đó mà mình ngồi thiền biết rồi thì cái cảm thọ khổ nó sẽ sanh lên thôi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là những cái cảm thọ đó là nó do ở trong ngay trong hiện tại này nó sanh lên. Rồi, vậy thì bài học của chúng ta ngày hôm nay là xúc duyên thọ. Chúng tôi xin được trình bày đến đây. Bây giờ thì tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái chương trình để coi ở bên đó Phật tử, bên Phật tử duyên hả, có nghe được thì chúng tôi sẽ tụng kinh trợ niệm cho bà Trương Thị Đông, pháp danh Nguyên Xưng, 64 tuổi. Bây giờ chúng tôi muốn nghe cái tình hình của bà. Xin mời quý vị hát. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, bà sư phụ, hồi chiều thì em Duyên có nhắn với con là bà đang ở trong cơn hấp hối, thì cũng rất là buồn.
Con xin kính thỉnh sư phụ có thể tụng kinh cho bà Trương Thị Đông, pháp danh là Nguyên Xuân, 64 tuổi, và sinh ngày 2 tháng 3 năm 1956 là Bính Thân. Bạch với sư phụ là có một vị nữa là mẹ của anh Thính Pháp, bà cũng đang bị bệnh stroke, đang nằm ở trong ICU. Thì bà tên là Phan Nguyệt Nhung, sinh sinh ngày 2 tháng 1 năm 1942, và bà là 78 tuổi, và con xin kính thỉnh sư phụ có thể thay mặt chư tăng để cầu an cho hai vị này, và Nguyên Như xin cả lớp mình cùng đem hết lòng hết ý để mà hồi hướng cho để mà chi phước cho hai vị. Và con xin dâng mít lại cho sư phụ ạ. Dạ thưa đạo tràng, con nghe được âm thanh của con không ạ? Con bị kẹt mic, con phải đi ra rồi con đi vào. Con không biết đạo tràng còn nghe âm thanh được của con không? Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ pháp tính có thể cầu an cho hai vị. Dạ dạ. Dạ, yeah. quý vị cho sư lợi hai cái tên là bà Trương Thị Đông hả, với ai nữa? Bà Trương Thị Đông rồi với ai nữa? Hồi nãy Nguyên Như nói ai nữa? Dạ, quý vị nghe là nhìn được chưa? Alo. Dạ, quý vị nghe rõ rồi hả? Dạ. Xin thành tâm kính thỉnh tất cả các vị chư thiên, ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa Vũ Đức, các vị chư thiên ngự xung quanh
nơi nhà của bà Trương Thị Đông và bà Phan Nguyệt Nhung. Xin thỉnh các vị hãy lắng nghe chúng tôi tụng kinh. Sau khi chúng tôi tụng kinh rồi, xin chia phước này đến các vị, mong các vị được an lạc lâu dài. Đồng thời xin các vị hãy hộ trì cho bà Trương Thị Đông và bà Phan Nguyệt Nhung, sự đau bệnh sẽ được giảm thiểu và có cái sự bình tĩnh trong những cái khoảnh khắc mà cuối đời này. Xin các vị chư thiên hãy hộ trì cho. Sangekame charube di sikarata te chantale ke vimane di beirake chagame taruvanagane ge hawatum higete bumma chayan dure wa chalata la visame yakagandam banagati tanta sandike yang muniwaravakane sathavo me sunandu tamma savanakalo ayam vadanta tamma savanakalo ayam vadanta tamma savanakalo ayam vadanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa iti viso bhagava arahaṃ samma sambuddho cha charana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusanam bhutto bhagavati soakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehimasiko obanajiko bacchattang veditabbo vinyo veti Subhati banno bhagavato savaka sangho Subhati banno bhagavato savaka sangho Nyayabhati banno bhagavato savaka sangho Same shibhati banno bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisam Gariyatavur Visabungala esa bhagavato savaka Sanko ahunayo bahunayo dakinayo anjarikaneyo anuttarang bunya tang lokasati nati me saranang anyang buto me saranang warang ete na sakya wache na hotu me mangalang uttamange na wan đề hằng bà na ban sung và ruột ta mang bồ tề vô ca li tô đô so bồ tô tu tăng mà mang phần là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y phần bảo tự ân nguyện lời chân thần tác thành thắng viên gieo năm bông tròn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong phần bảo đức lành tự dung na ti mê sa ra năng anh nhân thâm mô mê sa ra năng hoa răng ê tê na sa cha wa chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng ngô ta măng ghê na oanh đê hăng thâm măng cha đô vi thăng hoa răng thâm mê vô ca li tô đô sô thâm mô ca ma tu tăng ma măng pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y pháp bảo
chân chân nguyện lời chân thành tác hành thắng duyên gieo năm pháp chọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung ti mê sa ra năng anh nhân sanh cô mê sa ra năng wa răng ê tê na sa cha wa che ho tu mê cha ya mang ga lang wa ta mang ge na wan đê hăng sang khăn cha đuôi thoát ta mang sang ge yo ca li tô đô sô sang cô ca ma tu tăng ma mang tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tình thanh nguyện lời chân thần phát thành thân duyên gieo năm vong tròn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung nam mô ta sa pa ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa na mô ta sa pa ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa na mô ta sa pa ga wa to a ra to sa ma sa mô ta sa ni ta na to ba ta ya ta tha ga ta sa na sa pa ra mi yo da sa pa pa ra mi yo da sa ma ra ma ta ma ra mi yo ban cha ma ha ba ri cha ge ti so cha ri ya ba chi ma khoa we ga pha wa can tinh cha tinh a phi nep kha ma nang ba tha na cha ri yang bo thi ba ma ra vi cha yang sam ban yu tang nha na pa ti quế thăng na wa lô cô ta ra thăm mê thị xăm bê bì mê bô ta gu na a wa chi to quê sa li ya ti su ba ca răm ta rê su ti ya ma ra tinh ba rê tăng ca rôn tô a yan ma a nan đa thê rô vi ra rôn ya chi tăng u ba ta bê to cô ti sa ta sa ha se su chan ca wa lê su đê quá ta yasa năng bà tì găng hàn tì dân chà quê sa đi dân vô rê đồ ga mà nô sa đô phê ca sâm phô tan tì quỳ thăng phá dân kiếp bà man ta ra tha bê sê bà rê thăng tâm bà na ma hê tôn giá năng đa với từ tâm vô lượng trì tung kinh châu bao suốt tròn cả đêm dài ba vòng thành quê xa ly tất cả ân đức của Như Lai đại lực là mười ba la mật mười thượng ba la mật mười thắng ba la mật năm pháp đại thi xã ba hành nguyện độ sanh trong kiếp chóm gian trần xuân gia tầm giải thoát khổ hành nghiêm đau màu chiến thắng đại ma quân đạt nhất tiết chuẩn chi chứng chính pháp siêu phàm chư thiên khắp các cõi mười muôn kiều thế giới đều vui mừng lãnh hội kinh châu bao quy lực tiêu trừ mọi tai ương đối khác và bên tận cùng phi nhân quay nhiễu trong thành vệ xa ly thái đều được tan biến chung đệ tử nhân tâm mà trì tụng kinh châu bao gia ni ta phu ta ni sa ma nga ta ni phum ma ni quả gia ni quả an ta li kê sam bê quá phu ta su ma na phá quan tu a thô vi sa ca chăng su năng tu pha si tăng tan ma hi phu ta ni sa mê tha sam bê mê tăng ca rô tha ma nu si ya ba cha ya ni quá cha ra tô cha ran ti dê ba linh tác ma hi đê ra tha tạp ma ma ta yân kinh chi vi tăng y ta hoa hú răng hoa sang ghê su hoa dân ra ta năng ba ni
tăng a nu sa măng a thi ta tha này đăng bi bu tê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su va ti hô tu kha văn quý ra gần a ma tăng ba ni tăng và đa cha ga sang và mu ni sa ma hi tô na tê na tham na sa ma ti kinh chi đăng bi tâm mê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su va ti hô tu yam bu ta se tô ba ri quan na di su chin sa ma ti ma nan ta ri ca nha ma hu sa ma ti na tê na sa mô na huê cha ti đăng bi tâm mê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su va ti hô tu ye bôn ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri đê ta ni yu ga ni hôn ti tê đa kỳ nãy gia su ga ta sa sa wa ca e tê su đinh na ni ma ha pa la ni đăng bi sân kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti hô tu ye sum ba yu ta ma na sa đa nê na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta ma tăng vi gây hà la ta mu tha niệp bồ tinh phương cha ma na đăng bi sanh khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hô tu ya tinh đa kỳ lô ba ca vinh si tô si ya cha tu phi wa tê phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri sang wa đa mi yo a ri ya sa cha li a we cha ba sa ti đăng bi sanh khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hô tu ye ariya sa cha ni vi kha wa yan ti ram phi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha vi te hon ti bu sa pa mat ta na te pa wang a tham ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hô tu sa ha wa sa ra sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha wan ti sang ca ya đi ti vi chi ki chi tăng cha si la ba tăng qua bi ya đa ti kinh chi cha thu ha ba ye cha vi ba mu to cha cha ti na ni pha ba pham ko ca tung i đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e tê na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu đa che ta sa wa pháp bồ so ta sa ba te cha đa ya pháp ba ba đi pha ba đa sa wu ta i đăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e tê na sa che na su wa ti ho tu wa na ba gum be ya ta phu si tăng ghe gim ha na ma se ba ta ma min gim he thu ba mang tham ma wa răng a đê sa yi ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i đăng bi bu tê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa răng nhu wa ra do wa ra ha ro a nu ta ro tham ma wa răng a đê sa yi đăng bi bu tê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa che na su wa ti ho tu ki năng bu ra năng na quang na ti sam pha quang vi ra ta chi ta ya ti kê pha wa min tê khi na bi cha a vi luôn hi chan đa niệp ban ti thi ra ya tha yam ba di bo i đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa che na su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu thăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham
măng na ma sa ma su va ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni vum ma ni va ya ni va an ta le ke ta pha ga tăng đề và ma nu sa bồ chi tăng sang khang na ma sa ma su va ti ho tu a ca sa ta cha vum ma tha đề va na ga ma he ti ca bu nhân nô a nu mô đan đô chi răng đu sa sa năng ra căn đu nô ngã rô ra căn đu nhã ta vô ra căn đu ba ni nô ra căn đu nô sa đa văn kinh chi cu sa la cam măng ca ta băng kỳ ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti ra se su ga tăng ye sa ta sa ni nô a di ye cha sa ta a sa ni nô ca tăng bơn nhập và lăng may hăng sam bê pa ghi pa văn tu tê ye tăng ca tăng suy ni tăng định năng bôn nhập và lăng ma gia ye cha ta ta na cha năn ti đê qua gâm to ni quê na dung sam bê lô câm hi ye sa ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôi nhăn vô cha năng sam bê la phật tu ma chê ta sa ti. Những cái phước báo nào mà chư tăng mà chúng tôi đã tạo được, xin thành tâm hồi hướng đến các vị chư tiên ngự ở xung quanh nơi chùa, ngự xung quanh ở nhà của bà Trương Thị Đông và bà Phan Nguyệt Nhung. Mong các vị chư tiên hưởng phước này, quan hỷ nhận lãnh phước này, rồi hãy hộ trì cho bà Trương Thị Đông, bà Phan Nhung, hãy mà sự đau đớn thì được giảm thiểu. Nếu mà bà còn duyên nghiệp ở đời thì xin cho bà hãy vượt qua được cái cơn nguy hiểm này. Còn nếu mà bà không còn duyên nghiệp ở đời nữa thì xin các vị chư thiên hãy hộ trì cho bà luôn luôn có cái sự bình tĩnh để mà được ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng tôi xin thành tâm hồi hướng đến các vị chư thiên và cũng xin chia cái phước này đến bà Trương Thị Đông và bà Phan Thị Nguyệt. Mong hai bà nhận được cái phước này để hoan hỷ, để được an lạc. Đô ca ba ta cha ni đô ca pha gia ba ta cha ni pha gia so ca ba ta cha ni so ca hon tu sa pe bi ba ni no e ta wa ta cha am me sam ba tang bu nya sam ba đăng sam me đề hoa nu mô đan tu sa ba sam ba ti si ti ya đà năng đa đan tu sa tha ya si lăng ra khan tu sam ba na pha wa na phi ra ta hon tu ga chan tu đề hoa ta ga ta sam be bu ta ba la ba ta ba che ca năng cha dân ba lăng a ra han ta năng cha te che na ra thăng ban ta mi sam ba so pha wa tu sam ba mang ga lăng ra căn tu sam ba đề hoa ta sabba sang tham ba bua ta nu pha we na sa da so thi pha văn tu te pha wa tu sam ba mang ga lăng ra căn tu sam ba đề hoa ta sabba tham ma nu pha we na sa da so thi pha văn tu te pha wa tu sam ba mang ga lăng ra căn tu sam ba đề hoa ta sabba sang kha nu pha we na sa da so thi pha văn tu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đứng của chư Phật, do nhờ quay đứng của giáo pháp, do nhờ quay đứng của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Rồi, cảm ơn sư. Rồi bây giờ chúng tôi đã chia phước đến các vị chư thiên, đến bà hai bà, xin gỡ mức đến chợ đạo tràng nha.
Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính và chư tăng đã có thể hồi hướng phước báo và an lạc đến cho gia đình của hai vị thí chủ này. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin mời đạo tràng cùng với Nguyên Như có thể hồi hướng đến chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thương ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì phận giáo tăng bồi, căn bận thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng tiên thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú, sa thú, sa thú. Và Nguyên Như xin kính tri ân đạo tràng đã cùng với chư tăng và cùng với tất cả mọi người đã hồi hướng phước báo đến cho chư vị. Và Nguyên Như xin cầu mong tất cả chúng ta đều thân tâm an lạc. Và xin hẹn chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai là tối thứ sáu ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Chúng ta lại sẽ học được bài vi diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.